cái máy chụp hình đó đâu. Đất đỏ. Đất lét. Đó. Sơ sơ đất lét này. Đất đỏ. Cà phê và tiêu. Đó. Ủa, dọc cái cây, gớ thật. Đi đêm mà sáng giao bò cho mọi về các bạn. Mơ mà luôn. Dài thêm thêm. Giống như dạng cái dục dơ như cái kiểu nó chỉ cái núi đó đầu à. Rồi, đây xe Yadim. Đó, đây là gì Yadim chú ơi? Yadim. Chi xe. Dạ. Thôi Yadim. Dạ, thôn Yadim. Sao quá. Con bò mẹ kia là bạn bao nhiêu? Mẹ hành nghe đó là 49 em rồi. Hai con nhẹ, để chín đôi à? Dạ, để chín đôi coi. Dạ. Là 40 nè. À, hai nữa là 49 triệu nem đem. Chú xe chú con khờ ấy. Hai nghe chú là hai con đây, con đó chứ con đánh này. Dạ, chứ không phải cái bộ mẹ con này của chủ khác. Dạ. Mẹ xin đâu. Nem dài hơn. Vô nghe. Vô con. Xuống bò kìa. À, mẹ con không bán được cô, bán người khác đâu. Chở đi Đắk Lắk á. Dạ không được, đồ bán nào chịu chó đâu cô. Rồi giao kẹp hết rồi mà. À, chú ông nuôi rất nhiều, cô chú nuôi rất nhiều. Bò. Mày nghe chúc không mày. Đó, giao hai con nghe ấy. Cô anh gút chân con nghe cái live stream. Hồi nãy giao hai nghe kia và cô kìa bảo nói thôi đỡ mẹ con cho bả kìa không được. Cái dân mẹ con à, ai cái dân ở đó. Rồi tới nha. Đó. Ở đây là kiểu gì chú ơi? Xà gao. Chứ bà đâu. Đó. Rồi chú con nghe đọc. Nuôi hai nghe cái. Cái này mua ở trên mình luôn ấy. Mình hồi bữa trước gọi anh mà anh nói đi dịch bệnh anh nghỉ anh đi rồi mới. À mười mấy ngày vậy không? Cái đi dạo hai bên đi. Kẹp lại nhiêu tiền? 17 triệu không có nghe. Ui dù. Hồi sáng giao hàng nghe 25 triệu ngàn này cho mấy. Dạ. Còn con anh quất với một con live stream. Bữa cứ canh chú coi miếng trời. Mà chú không có lên là hết. Đây là mua buôn hay mua dân đây? Mua dân. Ui sao mua cao dữ vậy. Con nghĩ là qua con đang 12 năm ngang như thế này. Ngang như thế này. Mình còn hai có rồi mua cao quá. Tối tôi muốn lấy cả con nghe nhỏ với con câu đa luôn con 12. Nghe nhỏ bán đâu, nghe nhỏ em bán mất rồi. Chị điện xe mất nghe nhỏ bán. Bữa hai vợ chồng anh chú lên cứ có con nào không mà chả thấy lên đâu hết. Nghe thì đẹp mà điều giá hơi cao, so thị trường hơi cao. Sim hết chứ, đó đẹp. Mà sao biết nào bán mà mua hay vậy? Con nói cho ăn đẹp một chút nha, ăn nước ở đổ bụng này. Nghe này. Đổ bụng. Nó sợ ruột nó xuống nó xấu. Ăn đẹp ăn cắn khô. Mình đỡ ăn đẹp ăn khô xong rồi chập xeo mới cho uống nước. Còn tiếng sao cho uống nước là. Con này ăn đẹp là nó không có đổ bụng. Con này ăn nước ở đổ bụng này. Bà nái là đừng cho nó đổ bụng nó xấu. Con đực nó có đổ bụng nó cũng sao. Nó không thịt. Chứ mà còn nái là nuôi cho nó đẹp. Các bạn, đó thì tới Kuhe AK. IK AK. IK. Đó Đắk Lắk. Đó thì giao trong anh bộ mẹ con ơi. Mẹ hai nghe xin đầu qua làm vô. Ủa sáng giờ cái đi giao bán bò kia là nó cứ hỏi đỡ lại mẹ con anh cho nó. Thích là thích thì con yeah. Sinh đôi. Kiểu lạ. Dạ. Thích mẹ Trung Quốc. Ê. Hầu bố mày chạy. Ê tôi cần. Ê kéo mày nè. Đi vô. Bêm. Lừa vô luôn anh. Chạm này. Chờ nghe đi. Vô đây con. Đi. Đây là mua hàng online kiểu hàng liệu chính thống này. Không cần xem mặt hàng này. Đi vô. Đấy mua kiểu mua online luôn này.
Vô. Đói sáng chưa? Đi vô. Thịt này bao nhiêu anh? Bò là bò thịt sao tính? Tính bò xanh mà. Vô. Ui, có cái. Cho nên độ bò thử thách mà. Ui, quá. Nghe nhiều bò lắm. Sao bò đọc không rồi? Nhiều lắm. Ui, có cái. Nghe con ở đây anh. Không, con mẹ đấy con nó. Con keng to kìa. Ui, tao bò đọc không. Con đấy được chỉ bò, đòn con bò mang của mình thôi. Wow. Thật to và đọc không à. Bò này mua ở mình không hả anh? Wow. Nếu con đấy chỉ nếu có chiều cao thì con so được con đấy. Con bò anh thấp hơn không? Thấp hơn, thấp hơn. Ui, con bò. Dế cái thử anh, dế cái thử, đọ bò thử đi. Dế cao hơn nào. Tương tương nhau à. Hình như con em cao hơn heo anh rồi. Nhấn hơn xíu, nhấn hơn xíu. Con này do nó có u nó cao. Con này không, con này cao hơn thật. Cao hơn. Nhưng mà nói chung là đẻ chưa rụng rúng mà bắn sữa không thấy có sữa. Ê, không như con bê này thì không phải là xấu lắm đâu. Bơ thì là đẹp chứ sao mà xấu. Bơ đây chưa bung sữa mà. Bắn sữa to con. Bắn sữa thì không cần, không cần bắn sữa to. Nghĩ như này gọi là nghĩ mất sữa. Con sượn nó được. Ui, sao bò đọc không à. Ui, con kia mà nó. Như mẹ game nữa. Con này mày bắt bò này, bò nó đem bò chạy về. Ui. Con nó đôi được cái sao ra giật vậy anh? Sao đây giật vậy? Đây giật, đây giật. Chiếu nấu, chiếu nấu. Chiếu nấu. Qua du lịch. Dạ. Ủa. Nhiều mới nghĩ đã. Ui, con bò đứng tao luôn mũi ngọn. Con là mấy răng rồi anh? Điểm mấy con không? Đủ răng rồi. Đủ răng rồi. Ui. Gơ thiệt. Tiếng bò đọc không à? Chụp điểm anh nghĩ đã không? Núc rồi. Con hôm bữa của ông mà đòi 50 trăm. Kim. Chữa mấy tháng rồi, nói chữa mấy tháng? Hơn tháng rồi. Hơn tháng rồi. Nói này được mấy tháng không? Con này chắc cỡ năm cũng 14 15 tháng rồi. Ừ. Do so với đàn bò mình cho nên mình phải nói nó. Vâng, rất là nó to mà. Vậy chứ chắc nó cũng to mà. Không, con này đồ được rồi chứ lớn rồi. Đòi đến tận nó mắn lắm lúc mới đem về phát là khoảng. Chân cảnh nó to quá rồi. Nó đòi đến tận là thứ 6 rồi. Wow, dài. Con mẹ nào? Con mẹ nào? Mẹ cò bé. Ui, đen nghe nhau là gì sao gớ hả? Bây giờ nó lớn lên hết chứ cái lúc nhỏ cái da nó chấm chấm như kiểu da báo ấy, chấm chấm kiểu cái này này. Ừ. Cười đó. Chấm kiểu da báo luôn. Ở trên đây không có cỏ anh nói không hả anh? Cỏ chỉ mà ít, mua này không đủ. À. Cỏ ngây ngô. Vậy là rôm rôm dưới đó không ạ? Có rôm không? Cái bắp ấy. Người ta bẻ bắp nó ngủ.
Ừ, cái bắp ăn tốt lắm đó. Đó. Đấy. Vừa về nơi đây, vừa về xong. Tao nhìn thấy tao nó xuống mà đồng thử xem. Ông nọ cái ông có cái nick Luân B hay ông nào ở góng cặp mà.